Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Quý Luân Dễ Thương. Hôm nay mình có một con laptop mà mình rất hứng thú để chia sẻ với các bạn. Đây là Asus ExpertBook B9. Đây là cái dòng mới nhất 2022 ha. Thì với tất cả những gì mà con laptop này nó thể hiện được, từ cái chuyện nó mỏng nhẹ cho tới chuyện nó có cấu hình dư sức dùng cho tất cả mọi tác vụ văn phòng, và đặc biệt là còn có độ bền cao. Thực ra mình đã xài con ExpertBook B9 này á, từ năm 2020 rồi, là những cái đời trước á. Thì bây giờ có những cái cải tiến cập nhật trong cái đời này và mình muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ mình coi video ha. Đầu tiên, đây là một cái dòng business laptop, tức là nó là một cái laptop mà hướng đến khách hàng sử dụng chủ yếu á, là doanh nghiệp. Nhưng mà nếu các bạn thích, các bạn là cá nhân giống như anh em mình vẫn đi mua được nha, không vấn đề gì nha. Thì khi mà các bạn nghĩ tới business laptop á, thường là nó sẽ là những cái máy dày, nó to, nó xấu. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện của quá khứ rồi. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, những dòng business laptop và đặc biệt là những con ExpertBook của Asus á, họ làm nó rất là chỉnh chu, họ làm nó rất là đẹp. Và các bạn nhìn nè, nó đâu có thua gì những cái con ví dụ như là VivoBook hay là ZenBook đâu về mặt thiết kế, đúng không? Nó vẫn rất là nhẹ, nó vẫn rất là mỏng, nó vẫn rất là hiện đại. Nó không còn là những cái máy cồng kềnh bự bự thô kệch như là ngày xưa nữa. Con máy này á, nó mỏng chỉ có 14,9mm mà thôi. Và trọng lượng của nó là sắp xỉ khoảng 1kg. Tức là một cái máy mà nó cực kỳ linh hoạt, cực kỳ gọn nhẹ để các bạn có thể dễ dàng đem đi theo bên mình để đi làm, để đi học, để mang đi khắp mọi nơi, để đi công tác, thậm chí đi du lịch xách theo cũng được luôn. Ngoài ra ha, nhờ cái viền màn hình cực kỳ mỏng của con ExpertBook B9 này mà kích thước của nó chỉ tương đương với là một con laptop 13 inch trước đây thôi, trong khi thực tế cái màn hình sử dụng của nó là 14 inch. Tức là đó là một cái điểm nhấn nữa về mặt nhỏ gọn. Mình muốn chia sẻ thêm một chút xíu về ngoại hình đó, đó là các bạn thấy cái vỏ của nó đó, nhìn vô thì có vẻ là sẽ bám vân tay rất nhiều, nhưng mà nhờ cái cách Asus họ hoàn thiện nó hơi nhám một chút á, cho nên nếu mà bạn nào hay đổ mồ hôi tay giống như mình nè, thì nó cũng không có lưu lại cái dấu vết quá rõ ràng như là những con laptop vỏ bằng kim loại hay là những con laptop có cái vỏ màu sáng đâu. Đây là một trong những cái điểm mà mình cảm thấy là nó đã cải thiện rất nhiều so với lại cái đời 2020. Và cũng giống với lại những cái laptop gần đây của Asus á, khi mà các bạn mở máy lên, mở bằng một tay rất ngon ha, không có vướng, không có gì hết ha, họ khoét cái lỗ này cực kỳ tốt luôn. Và nó sẽ đẩy cái bàn phím của bạn nghiêng lên một cái góc nhẹ nhàng để lúc mà các bạn gõ nó sẽ thoải mái hơn. Trải nghiệm gõ phím của mình với con máy này cũng rất là tốt, không vấn đề gì, không than phiền gì luôn. Và trackpad thì quá tuyệt vời. Nếu bây giờ các bạn nghĩ là trackpad của mấy con laptop Windows vẫn còn cùi thì không còn nữa đâu ha. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, những con trackpad và đặc biệt như những dòng ExpertBook á, cái trackpad nó vừa rộng nè, cảm ứng đa điểm rất tốt, nó vừa nhạy, độ chính xác cao, và lúc mà các bạn di chuyển á, có khi á, các bạn không cần phải cầm theo một cái con chuột rời như ngày xưa nữa. Và cũng nói tới cái chuyện di chuyển á, thì một trong những cái đặc điểm quan trọng nhất của con ExpertBook B9 từ đời trước tới giờ rồi ha, kể cả đời 2022 này cũng vậy, đó là thời gian dùng pin của nó rất là lâu. Theo nhà sản xuất nói á, thì tối đa thời gian dùng pin của con máy này có thể đạt được là 16 tiếng. Còn bữa giờ mình sử dụng á, thì mình có thể xài nó trong cả một ngày làm việc. Mình xách nó đi cà phê, mình đi lên văn phòng. Có mấy bữa mà mình phải đi lên văn phòng họp, mình xách nó đi một số sự kiện, nó vẫn có thể trụ được cả ngày, không cần phải đem theo cái cục sạc luôn. Ngoài ra nó còn có thêm hai cái cổng Thunderbolt 4 nữa, và các bạn có thể dùng hai cổng này để sạc nhanh. Để sạc lên tới 50% á, thì nó chỉ tốn khoảng chừng 34 phút mà thôi. Còn sau đó thì tất nhiên là nó phải điều chỉnh lại dòng điện để nó sạc từ từ vào, để đảm bảo về cả nhiệt độ cũng như là về tuổi thọ của pin nữa. Nhưng mà như vậy đã là rất tốt rồi. Và các bạn có thể dùng được những cái đồ sạc USB-C Power Delivery mà các bạn có thể kiếm được bên cạnh cái việc sử dụng những cái cục sạc mà Asus họ bán kèm. Bây giờ mình nói chút xíu về cấu hình ha. Mặc dù con máy này các bạn thấy là nó mỏng nhẹ, nhưng mà bên trong nó vẫn rất mạnh mẽ. Nó chạy chip Core i thế hệ thứ 12 và dòng là dòng U. Ngoài ra cái phiên bản mà mình đang xài ở đây á, thì nó có luôn đồ họa Iris Xe. Tức là khi mà các bạn xài nó cho những cái việc office bình thường là đương nhiên sẽ được rồi. Các bạn có thể duyệt web, các bạn có thể chạy những cái ứng dụng văn phòng, các bạn có thể chạy những cái web app của từng công ty để người ta phục vụ cho những hệ thống vận hành, không vấn đề gì cả. Thậm chí các bạn viết macro, các bạn code nhẹ nhẹ trên con máy này, nó vẫn có thể đảm đương được. Hay là chạy Visual Basic, hay là chạy những cái ứng dụng data để mà các bạn phân tích, hoặc là các bạn visualize số liệu lên. Tất cả những thứ đó thì cái cấu hình Intel Core i thế hệ thứ 12 nó đều có thể đáp ứng rất tốt. Và một điểm đặc biệt nữa của ExpertBook B9 đó là nó có tới hai cái khe để các bạn gắn ổ SSD. Tức là sao? Tức là ngoài cái chuyện mà các bạn gắn một ổ để các bạn xài thì các bạn có thể gắn thêm một ổ nữa, và nó hỗ trợ thiết lập RAID. Thì lúc đó các bạn có thể ghi dữ liệu cùng lúc lên cả hai ổ, một ổ bị hư các bạn vẫn còn dữ liệu trên ổ còn lại. Hoặc là các bạn thiết lập RAID để mà nó chạy gộp dung lượng hai ổ lại với nhau và tăng tốc độ lên cũng được. Thì cái đó là tùy vào cái sở thích của các bạn, hoặc là tùy vào yêu cầu của công ty mà phòng IT hoặc là các bạn có thể tự thiết lập được ha. Dung lượng RAM của con máy này á, thì nó từ 8GB cho tới 32GB tùy vào cấu hình mà các bạn chọn. Cho nên đối với mình cái cấu hình này là rất dư dả để làm tất cả những cái việc văn phòng, và nó sinh ra cho những cái chuyện liên quan tới business laptop giải quyết tốt thì nó đều có thể đảm đương được hết.
Bây giờ mình muốn chia sẻ thêm một chút xíu về cái phần business laptop á, thì nó có những cái điểm gì khác so với lại những cái laptop mà anh em chúng ta hay xài hay mua. Thì một trong những cái yếu tố quan trọng khi mà người ta nói về business laptop đó là độ bền. Tại vì trong doanh nghiệp á, cái máy này không chỉ được cấp cho một nhân viên rồi thôi. Có thể là khi nhân viên đó nghỉ hoặc là khi họ có yêu cầu cao hơn thì cái máy đó sẽ được luân chuyển tiếp qua những cái người kế tiếp nữa. Và trong quá trình mà người ta di chuyển, trong quá trình mà các bạn họp, trong quá trình mà các bạn đi công tác, có khả năng là nó sẽ bị va đập này nọ. Cho nên bản thân con Xbox B9 này, cái vỏ của nó được làm 100% từ hợp kim và nó đạt được cái chuẩn độ bền theo tiêu chuẩn quân đội. Thì nó có nhiều cái bài test để thử nghiệm cho cái chuẩn Military Standard 81H này lắm. Ví dụ ha, chịu rơi 1m nè, hay là hoạt động ở những nhiệt độ khắc nghiệt nè. Đó, thì những thứ đó này đã được test qua rồi. Bản thân mấy cái cổng kết nối và cái bản lề nó cũng được gia cố thêm bằng kim loại để tăng độ bền nữa đó các bạn. Chưa hết, nói về vụ laptop dành cho Enterprise thì chúng ta còn phải nói về vấn đề bảo mật nữa. Thì con máy này nó hỗ trợ chip TPM 2.0 là chip vật lý luôn ha. Nó hỗ trợ khe khóa Kensington, nó hỗ trợ unlock máy bằng vân tay, nó hỗ trợ unlock máy bằng camera hồng ngoại. Hay là cái việc mà Asus họ cũng có cung cấp những cái giải pháp để mà nhân viên IT có thể quản lý và cấp phát thiết bị cho nhân viên. Thì đó là tất cả những cái mà đạt được chuẩn Enterprise để những công ty từ nhỏ đến lớn người ta có thể sử dụng. Và đương nhiên có ExpertBook từ trước đến giờ nó đều có thể đáp ứng được tốt hết rồi. Còn B9 2022 này cũng tương tự như vậy. Một số cái tính năng nhỏ nữa ở trên con máy này mà mình cũng thích đó, đó là các bạn có thể hiển thị được cái number pad. Đây là một cái bàn phím số ảo và nó sẽ hiển thị trực tiếp trên cái giao diện của touchpad luôn. Tức là các bạn có thể nhập liệu ngay từ trên touchpad này mà không cần phải gắn thêm một cái numpad rời bên ngoài. Hay là cái tính năng Asus widget để các bạn có thể gắn thêm được những cái icon, những cái shortcut mà các bạn thường sử dụng, những cái website, những cái app mà các bạn hay mở để các bạn có thể thao tác với cái máy của mình tiện lợi hơn. Nói về nhược điểm thì bữa giờ khi mà mình trải nghiệm của Xbox B9 này, mình chỉ hơi tiếc có đúng chỗ thôi. Đó là màn hình của nó vẫn đang là Full HD, chưa lên được những thứ như là 2K hay là 3K. Nhưng mà mình cũng thấy là đa số những cái laptop mà gọi là business laptop á, thì để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp cũng như là để tăng được cái thời gian dùng pin thì mình thấy ít khi nào họ cũng trang bị màn hình cỡ 2K, 3K. Ok, phần này thì coi như vẫn chấp nhận được. Còn về màu sắc, về khả năng hiển thị và về khả năng chống chói thì cái màn hình này nó vẫn rất tốt nha. Đây vẫn là một cái màn hình mà mình đánh giá cao. Và đặc biệt nó là một cái màn hình chống chói nha các bạn. Đem ra ngoài nắng xài không vấn đề gì. Độ sáng của nó cũng là tới 400 nits lận, thoải mái. Con Xbox B9 2022 ở Việt Nam á, thì nó cũng sẽ có đi kèm bảo hành 3 năm, bảo hành tận nơi nha, và cài sẵn Windows 11 Pro có bản quyền luôn. Và khi mà nói tới Windows 11 Pro thì chắc chắn là sẵn sàng cho việc sử dụng trong Enterprise rồi, tại vì nó có một số chức năng để hỗ trợ cho việc quản lý và bảo mật ở trong doanh nghiệp. Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn rất nhanh về Xbox B9. Đây là một trong những con laptop mà mình cảm thấy rất hứng thú trong năm nay. Và như lúc đầu mình có nói với các bạn đó, từ năm 2020 khi mà mình bắt đầu được xài con Xbox lần đầu tiên, cũng là B9 này luôn, thì mình đã rất ấn tượng với những gì nó có thể làm được rồi. Thì trên con 2022 này, nó lại càng làm tốt những cái chuyện đó hơn nữa, sẵn sàng cho doanh nghiệp. Và mình muốn nhắc lại là nếu như mà ở vai trò là một người dùng cá nhân mà các bạn muốn đi mua thì vẫn có thể mua được, không vấn đề gì ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nha. Bye bye.